con đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ khởi sắc nếu gặp được 6 quý nhân này. Làm giàu từ kinh doanh xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn 6 kiểu người bạn nên gặp gỡ, kết giao để có một sự nghiệp thăng tiến vững vàng. Trong sự nghiệp, bạn có thành quả tốt hay không, điều này phần lớn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Tuy nhiên, ở nơi làm việc, thường sẽ có 6 kiểu người là quý nhân của bạn. Họ có ảnh hưởng lớn đến con đường thành công. Hãy tinh tế nhận ra, biết ơn và đối xử thật tốt nếu may mắn gặp được họ. Kiểu người đầu tiên, đó chính là những người sẵn lòng chỉ bảo cho bạn. Dù là mới đi làm hay đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, nếu có một người để bạn có thể tin cậy, có thể gọi điện nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn và sẵn sàng chỉ bảo hoặc truyền kinh nghiệm lại cho bạn mà không hề suy nghĩ gì, thì người này chính là một quý nhân, một người thầy trong con đường sự nghiệp của bạn. Bất kể giờ đây bạn thành công danh toại hay chỉ là một người bình thường, nếu đã từng gặp được một người như vậy, nhất định phải biết ơn và trân trọng, đồng thời đối xử thật tốt đối với người đó. Kiểu người thứ hai được coi là quý nhân của bạn, đó chính là đối thủ của bạn. Chúng ta không thể tránh khỏi những va vấp trong công việc, sẽ luôn có một người thích tranh giành với bạn và trở thành đối thủ của bạn trong công việc. Nhưng xét ở một góc độ nào đó theo hướng tích cực, có một người khiến bạn trở nên trưởng thành và tiến bộ, giúp bạn trở nên trầm ổn và chín chắn hơn, đó là một điều đáng quý. Hãy cứ giữ thái độ cạnh tranh lành mạnh và thầm cảm ơn người đó bạn nhé. Kiểu người thứ ba là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của bạn. Khi bạn vẫn còn là một thanh niên phản nghịch và liều lĩnh, nếu có một người phát hiện ra tiềm năng của bạn, quyết định đề bạt bạn và cho bạn cơ hội thể hiện khả năng của bản thân, từ đó bạn mở ra một con đường thăng tiến mới cho chính mình, thì người đó chính là bá nhạc của đời bạn. Nếu bạn không biết bá nhạc là ai, thì bá nhạc thường được gọi là Tôn Dương, sống vào đời nhà Chu, thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Ông là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình, có thể tìm kiếm và biết được đâu là thiên lý mã. Nay được dùng để chỉ người có tài nhìn người và giới thiệu người tài. Nếu may mắn gặp được người như vậy, hãy luôn ghi nhớ công ơn và báo đáp ơn nghĩa mà người đó đã mang đến cho mình. Kiểu người thứ tư, đó là người trở thành tấm gương cho bạn noi theo ở nơi làm việc. Nếu một người khiến bạn bị thu hút bởi tài năng, nhân phẩm và kinh nghiệm sống phong phú, cũng như là thành tựu nổi bật của họ, khiến cho bạn sùng bái họ, từ đó bạn coi người đó là tấm gương nơi làm việc để bạn noi theo, thì đó chính là một quý nhân của bạn. Nhờ có người đó, bạn học được cách đối nhân xử thế và bạn ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Họ chính là tấm gương tốt cho bạn noi theo. Vậy tại sao bạn không gần gũi, tôn trọng để học hỏi được nhiều hơn nữa, hoàn thiện bản thân hơn nữa? Kiểu người thứ năm, người đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. Bạn và một người nào đó, từ người lạ rồi trở nên thân thiết, từ không giao tiếp trở thành tri kỷ. Bạn từ một kẻ thấp cổ bé họng trở thành một giám đốc hô mưa gọi gió. Dù bạn có ra sao thì người đó vẫn dắt tay bạn, cùng bạn vượt qua bao sóng gió. Nếu thực sự gặp được một người như vậy, đó chắc chắn là một đồng đội đáng tin cậy. Hãy đối xử thật tốt với người đồng đội này bạn nhé. Cuối cùng, quý nhân của đời bạn chính là bản thân bạn. Bình thường cũng được, hay thành công cũng được, bạn chính là phiên bản tốt nhất của chính mình. Quan điểm của người khác chưa chắc bạn đã thẩm thấu được. Cách sống của người khác chưa chắc đã phù hợp với bạn. Thay vì học theo người khác, tại sao không sống cho thật vĩ đại để người khác học theo mình? Không có chuyện gì to tát cả, hãy đứng thẳng lên và đi về nơi mình thích. Hãy đối xử tốt với chính bản thân mình. Trong bầu trời rộng lớn sẽ còn có rất nhiều người cần được bạn đối xử tốt. Nếu bạn có tấm lòng biết ơn thì cuối cùng họ cũng sẽ trở thành quý nhân trong cuộc đời của bạn. Từ video này, hãy xem bạn đã gặp được bao nhiêu trong số 6 quý nhân được nhắc đến trong video này nhé. Nếu muốn biết cách để gặp gỡ 6 quý nhân này, mọi người hãy theo dõi hết video này và chia sẻ bình luận với Làm giàu từ kinh doanh bằng cách bình luận ở bên dưới. Để biết thêm nhiều cách thức kết nối hiệu quả và sở hữu mạng lưới quan hệ sâu rộng, bạn có thể tìm hiểu cuốn Siêu cò, cách thức biến quan hệ thành tiền tệ của Judy Robinet. Đây là cuốn sách bestseller về nghệ thuật siêu kết nối được những doanh nhân hàng đầu thế giới khuyên đọc và là top 1 về dòng sách kinh doanh trên trang thương mại điện tử Tiki tại Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về cuốn sách, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.live. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share, đừng quên đăng ký kênh Làm giàu từ kinh doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm giàu từ kinh doanh
với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing. Làm giàu từ kinh doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.